Thì có những lúc thông tin mình đến cho anh em báo đài cũng hơi chậm, không có kịp thời sốt sắc, thì hôm qua này cũng rút kinh nghiệm rồi mình sẽ làm tốt hơn để thông tin sao cho đến người dân ta biết cái chương trình hết sức là nóng, hết sức là nhân dân để mà giúp các cháu. Dạ, xin mời các anh chị. Và dạ, xin mời các anh chị đặt câu hỏi, các anh chị cứ ở tại chỗ thì sẽ có người đưa micro cho các anh chị, chúng ta sẽ trao đổi trực tiếp ạ. Chứ không phải là câu hỏi không đâu chị Thạc, mà là có thể là trao đổi cái suy nghĩ, những cái góp ý của anh chị luôn. Dạ. Xin mời anh ạ. Dạ thưa bác sĩ, là trong cái thông cáo thấy là còn 1.300 trẻ mà đang chờ, thì bệnh viện có cái giải pháp nào mà để mà tăng cường cái số lượng trẻ được phổ thông nhiều hơn? Và nếu mà trong thời gian tới mà tới trẻ cuối cùng, tới 1.300 trẻ về phẫu thuật á, mà tới trẻ cuối cùng về phẫu thuật á thì có khoảng bao nhiêu trẻ, còn sống có bao nhiêu trẻ nữa? Thứ nhất đó là cái câu hỏi, cái trả lời cái ý đầu tiên đó là có cái kế hoạch nào để giải quyết 1.300, thì phải nói là đây là một cái trăn trở rất là lớn của bệnh viện, bởi vì không phải cái số 1.300 hay đâu, bởi vì chúng ta tưởng tượng cứ mỗi năm đẻ ra thêm một cái số em nữa, chứ không phải là cứ giải quyết 1.300 là cứ giải quyết từ từ nó hết. Tại vì theo tỷ lệ tính đó, là cứ là đối với trẻ sinh ra mà thì cứ tỷ lệ là trẻ bị bệnh tim bẩm sinh đó, trên trẻ sơ sinh còn sống đó, là 1%, thì mỗi năm đó, Việt Nam mình đó, thì có khoảng chừng là 1 triệu trẻ em ra đời, tính theo cái tỷ lệ dân số là tỷ lệ sinh thẻ là 1%, thì như vậy đó, thì chúng ta thấy mỗi năm chúng ta có 1 triệu trẻ em mới sinh ra đời, vì mình tỷ lệ 11%, như vậy thì mỗi năm chúng ta có khoảng 10.000 em mới ra đời trên cả nước là bị mắc tim bẩm sinh. Thì như vậy thì chúng tôi chỉ trả tên 1.300 thì chúng ta chỉ thấy con số chết, không thấy con số động. Con số động là chúng ta thấy là mỗi năm nó mỗi thêm, nếu tốc độ giải quyết của chúng ta chậm hơn tốc độ sản sinh ra số trẻ tim bẩm sinh thì con số này cứ càng ngày càng tăng. Thế nên đó là cái trăn trở lớn nhất của bệnh viện. Và như vậy thì cái biện pháp ở bệnh viện là như thế nào? Thứ nhất, cái biện pháp mà gọi là ngay trước mắt là phải tăng số phòng mổ lên. Thì lúc trước đó thì bệnh viện chỉ có 1 phòng mổ, thì hiện nay bệnh viện đã tăng lên 2 phòng mổ và đang cố gắng hết sức để cho cái phòng mổ này nó hoạt động. Bởi vì các quý vị biết là một cái phòng mổ tim phải giống như mấy phòng mổ thường, có cái bàn mổ, có cái đèn mổ, hay một cái bài dụng cụ đơn giản là xong. Thì một cái phòng mổ tim nó đòi hỏi rất là nhiều cái trang thiết bị mắc tiền. Cho nên là mình trang bị tới đâu mình làm tới đó. Thì hiện nay có thêm một phòng mổ, nhưng mà hiện nay phòng mổ nó chưa mổ được ca nặng, nó chỉ mổ được ca đơn giản, bởi vì trang thiết bị nó chưa có đủ. Và như vậy nếu như mà cố gắng làm cho hai cái phòng mổ này á được hoạt động như nhau và với mức độ đó, thì theo tính toán thì chúng tôi ngồi thì với một số 1.500, 1.300, 1.500 đó thì có thể giải quyết hết trong vòng 1-2 năm. Tuy nhiên đó là chúng ta chỉ giải quyết những ca từ 1-2 năm, rồi 1.500 số đang có, chúng ta chưa tính cái số mỗi năm nó ra, mỗi năm ra. Thành thử ra là đó là cái dự tính thôi, thành ra là bệnh viện đang cố gắng để đẩy mạnh cái đó. Nhưng mà một cái khó khăn nữa đó là không phải chỉ có cái phòng mổ hoạt động, cái khó khăn thứ hai là mổ ra thì nằm đâu. Tại vì những cái ca đó mổ ra thì nằm hồi sức ít nhất, còn ca nằm nhẹ nhất nó cũng phải nằm hồi sức 2 ngày đó. Thì chính vì vậy mà bệnh viện cũng có một cái giải pháp là mở thêm một cái phòng đệm, tức là phòng hồi sức mà đệm, thì ở trên cái khoa tim mạch, lúc trước khoa tim mạch chỉ nhận những bệnh trước mổ, thì bây giờ khoa tim mạch nhận những cái bệnh mà sau mổ mà nhẹ, thay vì nằm hồi sức ở dưới chỗ hồi sức thì mở thêm một cái khu đệm, tức là những cái khu đó những bệnh nhân mà hồi sức ra nhẹ nhẹ, hồi sức rồi là ổn ổn là chuyển lên khoa tim mạch để giải phóng cái hệ thống giường ở dưới cái khu hồi sức bệnh nặng để mà có thể tăng thêm số ca mổ. Thì nếu quý vị nào có nhà ý mà muốn đi thăm thì ở trên lầu có cái khu hồi sức cũng mới vừa triển khai cách đây cũng khoảng vài tháng, thì là trong đó có khoảng 30 giường nữa, trong khoảng 30 giường nằm ở cái khu đó nữa để cố gắng để giải quyết. Thì đó là cái nỗ lực trước mắt. Còn cái nỗ lực lâu dài thì cái chiến lược của lâu dài để làm sao là chúng ta giải quyết hết tất cả những cái ca mà bệnh nhân chờ đợi, thì cái nỗ lực lâu dài đó thì bệnh viện cũng đang làm mà phối hợp với bên hội tim mạch chi và tim bẩm sinh, đó là cái chiến lược mạng lưới, các cái hệ thống mạng lưới quản lý về tim mạch nhi và tim bẩm sinh ở các tỉnh. Tại vì thật sự ra thì chúng ta có cái nguồn lực của chúng ta thì ít, cho nên chúng ta phải sử dụng cái nguồn lực đó làm sao cho nó có hiệu quả. Thì như vậy thì hiện nay trên cả nước mình có rất nhiều nơi mổ tim,
có rất nhiều nơi mổ tim thì cái khả năng tăng lực của mỗi nơi nó mỗi khác, có khả năng mổ được bệnh nặng, có cái nơi mổ được bệnh nhẹ, có khả năng mổ được trẻ em, có khả năng mổ được trẻ được người lớn hoặc là trẻ nhỏ ký, trẻ lớn ký. Thì cái mong muốn của cái diện xây dựng mạng lưới là làm sao cho cái lực lượng mạng lưới mà để tim mạch kia địa phương phát triển mạnh, họ có thể chẩn đoán chính xác, họ có thể nằm trong cái guồng máy của cái mạng lưới này để họ hiểu được rằng với cái bệnh này thì nên gửi trung tâm nào, bệnh này gửi trung tâm nào, có thể share cái số bệnh nhân nó ra. Hiện nay tôi đã làm được cái điều đó với một vài tỉnh. Thì như vậy thì những cái bệnh nhân nào mà những nơi khác có thể mổ được thì chúng ta có thể share bớt qua, còn những bệnh nhân nào nặng hoặc là những bệnh nhân nào mà nó thuộc cái nhu cầu gần cái như đồng một thì chúng tôi sẽ chuyển về như đồng một để mổ. Và như vậy thì chúng ta sẽ tập trung nguồn lực nó có hiệu quả hơn, chứ nếu mà chúng ta cứ ôm hết về đây thì cũng không thể nào giải quyết nổi mà thời gian chờ đợi quá lâu. Thì cái đó là một cái chiến lược lâu dài để chúng ta có thể làm trong mạng lưới của toàn các phía nam. Thì khi chúng ta share cái đó ra thì chính cái mạng lưới đó họ có thể điều phối giúp chúng ta là cái nào thì chuyển nhi đồng 1, cái nào chuyển nhi đồng 2, cái nào chuyển viện tim, cái nào chuyển thì cái gì, và họ nắm được hết cái hệ thống đó thì họ có thể điều phối, và như vậy thì nó không bị dồn lại, nó không bị ứ lại một chỗ, mà như vậy thì chúng ta có thể phục vụ và hỗ trợ các em được tốt hơn. Tôi không tính nói ở đây, tôi không nói ở đây về vấn đề tài chính hay là tiền bạc hay là lợi nhuận, vẫn là